Hello, xin chào các bạn đến với kênh Mai Vàng Tiếng Châu. Chúc các bạn ngày mới vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy niềm vui trong cuộc sống nha các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn về vấn đề bón phân cho cây mai và xịt thuốc trừ bệnh cho cả một năm nha các bạn. Video này hơi dài, các bạn nên cố gắng đón xem nha các bạn. Nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo mới nhất nha các bạn. Rồi, thì đầu năm những cây mai mà chân Tết, cây Tết chỗ bông cho chỗ bông đó các bạn, thì mình đã có nói nhiều cái video trước rồi. Cây mai mà trong nhà chân Tết đó, thì các bạn lục lại cái video cho cũ mà mình coi nha các bạn. Mình nói với những cây mai mà cho chỗ bông mà để có ngoài nắng ngoài hiên nha các bạn, không để trong mát trong nhà nha các bạn. Thì đối với những cây mai mà sau khi chơi Tết xong á, thì mình đem ra ngoài nơi nắng không có khoảng chừng 2-3 tiếng nắng sáng là được nha các bạn. Thì mình lặt bỏ hết trái, mình lấy kéo mình cắt sát cái cùi như mình nói lúc trước nha các bạn. Nhưng mà khoan xả tàn nha các bạn. Rồi đầu tháng thì mình bón cho nó cái gì? Thì mấy bạn bón kích rễ nha các bạn. Tháng đầu mình bón kích rễ cho nó, bón một trong các những thứ này thôi nha bạn, bón thứ nào một thứ thôi nha các bạn. Các bạn mua cái nào có, mua cái loại được loại nào thì bón loại đó. Nè, như loại này kích rễ nè, nà 3M nè, thấy chưa? Cái loại này thì mấy bạn pha 2g cho 1 lít nước nha các bạn, 2g trong 1 lít nước các bạn tưới, hoặc là phun trên tàn lá đều hết cũng được nha các bạn. Đó, mình sẽ hướng dẫn cụ thể luôn. Như cây bự cái này nè. Đó, cây bự cái này. Các bạn thấy không? Hoành nó khoảng 50 năm mấy vậy đó. Tàn lá thì lúc mà đầu năm thì tàn lá nó ít lắm, mình không nói tới về tàn lá nha. Thì cái gốc như thế này thì mấy bạn tưới khoảng 5g nha các bạn. 5g cho 6g thì 6g cho 3 lít nước. Các bạn pha 6 lít nước được, tưới cho nó thẩm thấu hết. Đó. Còn đối với cái chậu như cái gốc như thế này. Thấy không? Gốc hoành. Hoành 3 mấy nè. Thì này là cho khoảng 4g nha các bạn, 4g cho 4 lít nước. Rồi những gốc mini, những gốc mini như thế này, thấy không? Những gốc mini chậu 3 hoành khoảng 10 như thế này nè, thì mấy bạn pha 2g thôi nha các bạn, 2g cho 2 lít nước thôi. Đó, mình lấy ba ví dụ ba cái chủng loại, xin lỗi, ba kích cỡ của ba chậu ba cây như thế nha các bạn. Mấy bạn mua loại này có, mua loại này thì mua loại này. Còn không thôi, tìm được cái loại test ra shop 4 này nè thì mua. Cái loại này mình đã giới thiệu cũng rất là nhiều rồi. Loại này nó có axit amin, nó đi thẳng vô khỏi phần phân giải chắc luôn, đi thẳng vô bộ rễ luôn, rất tốt. Các bạn nên đọc hướng dẫn sử dụng theo cái liều lượng mà xịt nha các bạn. Loại này thì pha 1cc cho 1 lít nước. Như vậy như chậu lớn này thì 3cc cho 3 lít nước, chậu kia 2cc và chậu mini nãy chậu 3 đó thì 1cc. Rồi. Còn mấy bạn mua được cái loại rod này nè. Rod này cũng tốt không nè. Thì mấy bạn xài loại này, xài cái loại nào một thứ thôi nha các bạn. Mình tưới khoảng 15 ngày, tưới là một lần nữa, tưới trong 2 lần thôi nha các bạn. Một tháng đầu mình tưới 2 lần thôi nha các bạn, không có tưới thêm nữa nha các bạn. Đó, những cái cây mà mình nói với những cây mà bình thường nha các bạn, những cây yếu thì mấy bạn tưới một lần thôi. Những cây quá yếu mình tưới một lần thôi. Không có tưới nhiều. Còn mấy cây bình thường á, các bạn bình thường cho chỗ bông Tết xong rồi bình thường á, bông nhiều á thì mấy bạn tưới 2 lần. Loại này cũng vậy, 1cc cho 1 lít nước. Tưới gốc lớn như nãy. Gốc đầu tiên nè, gốc này nè, thấy không? Thì mấy bạn tưới 3cc cho 3 lít nước. Còn gốc bên kia đó
các bạn tưới. Ở bên kia thấy không, tưới thì 2cc 2 lít nước. Còn gốc mini đẳng á thì các bạn tưới 1cc cho 1 lít nước nha. Ba loại. Rồi mấy bạn không có ba loại này, mấy bạn mua cái loại này nè. Atonis này cũng được ha. Atonis tưới. Atonis này cũng vậy, 1cc cho 1 lít nước nha. Chỉ có cái thằng này là 2cc cho 1 2cc cho 1 lít nước thôi nha. Ủa xin lỗi, 2g, cc là gram đó. Nha, mình múc. Cái này là dạng bột. Thằng nước thì cc. Đó, 1cc là 1g á. Thì dạng bột thì là 2g cho 1 lít nước. Rồi. Hạt ở loại này. Xài loại nào loại thứ là thế nào cũng tác dụng hay với công cát này nè. Thấy không? Công cát này cũng 1cc. 1cc cho 1 lít nước rưỡi nha, 1 lít đến 1 lít nước rưỡi. À, mấy bạn mình những cái loại mà pha 1cc cho 1 lít nước, mình khuyên các bạn pha loãng cũng được, 1cc cho 2 lít nước cũng được mấy bạn. Pha loãng đừng chi, đừng cái lượng nước mình tưới cho nó đều hết trong các phần đất chảo chất trồng của mình các bạn, đều hết trong chậu chất trồng của mình. Ít nước quá thì tưới nó không có đều hết. Đó. Đó là tháng đầu mình chỉ nên bón như vậy thôi. Thấy không? Tháng đầu mình xả tàn là xin lỗi, mình lặt lá không có xả tàn. Mình bón như vậy thôi. Tháng thứ hai thì bón cái gì? Tháng thứ hai thì mấy bạn bón cho mình cái phân dynamite này nè. Thấy chưa? Phân dynamite này thấy chưa? Thấy không? Hoặc là cái loại này nè. Loại này của Hà Lan, loại này của Úc. Thấy không? Bón loại nào cũng thứ thôi. Thì tháng thứ hai bón dynamite này. Thấy không? Liều lượng sao? Liều lượng nè. Đối với cái chậu mà đi xác thực luôn cho mấy bạn coi nè. Đối với cái chậu nhỏ xíu như thế này ha, chậu mini. Chậu mini như này nè ha. Thấy chưa? Chậu 3. Tàn lá hoành nó như thế này thì bón mình bón cái muỗng đầy muỗng dung này nha các bạn. Muỗng canh này nè, muỗng dung. Muỗng dung này nó khoảng 20 g các bạn ha. Cây này bón 20 g nha. Thấy chưa? Giờ cái cây hoành hoành tàn chậu, chậu này chậu nhau na chậu 6 đó, cái này thì mấy bạn sao bón sao, cái này bón khoảng phân dynamite nha bạn, bón 2 muỗng rưỡi nha, 2 muỗng rưỡi dung cái này, 3 muỗng đổ lợi nha các bạn, không bón thêm nha bạn nha. Nó đông mình ông như nè, đông lên như nè, 3 muỗng nha. Tháng thứ hai nha, bón như vậy nha. Rồi còn cái chậu mà quá bự như thế này, cây tàn cây mà gốc bự như thế này, mình không có lá nha, cây gốc bự như thế này thấy chưa, nói bạn bón sao 5 muỗng này nhớ nha, 5 muỗng này thôi, 5 muỗng này thì nó tương đương khoảng 5 muỗng dung á thì nó khoảng gần 90 đến 100 g á nha. Tháng thứ hai là bón như thế. Rồi tháng thứ ba thì bón như sao? Tháng thứ ba thì mấy bạn bón cho mình cái phần DB này nè, thấy chưa các bạn, phần DB này nè đó, phần DB này bón làm sao, bón cho cái chậu đó, bón cho cái chậu cái này, thấy không, chậu bự này thì 3 cái muỗng này nhớ nha các bạn, 3 muỗng này, 3 muỗng cà phê, 3 muỗng cà phê này, thấy không, muỗng cà phê này 3 muỗng đến 4 muỗng thôi nha bạn, không bón thêm. Mấy cây nào mà mấy bạn thấy mạnh thì mấy bạn bón 4 muỗng, không thôi bón 3 muỗng thôi cũng được. Rồi 3 muỗng thì nó khoảng 15 g nha các bạn. Cây này là cây thứ hai thì cây này bón 2 muỗng. Cây mấy chậu mini như thế này thấy nha, chậu 3 hoành nó khoảng 10 thôi, bón 1 muỗng nha các bạn, 1 muỗng thôi, không bón nhiều. Rồi trong tháng thứ hai này mình có thể xịt thêm gì, tưới thêm cái gì, cái này nè, hồi nãy mình có hướng dẫn tưới nè, rót tim nha các bạn,
không? Tưới thêm pha cái bịch này, mình pha với cái bịch cái thùng bê 20 lít hả mình nói đó, thấy không? Hoặc là 40 lít tưới, tưới hết như hôm mình có giới thiệu coi là cái clip của mình tưới cái phần này các bạn, cái video cũ của mình tưới phần này ha. Rồi tháng thứ ba thì mình bón cái loại này nè, 30 3 11 11 này nè nha. Cái loại này thì phân bón lá, mình pha với nước đó, mình pha vô cái này nè, cái đông à, lấy cái này để đọc nè, hoặc là lấy cái muỗng cà phê này nè, một muỗng cà phê này là 5 gram nha. Còn cái này nó có vạch nó giáo nè, thấy không? 2.5 ml, 5 ml là gram á, 7.5 ml là 10 ml, 10 gram đến 15 gram, và đầy nhóc thì nó khoảng 20 gram. Cái này là mình nói rồi, cái này trong chai thuốc siro ho của trẻ em á, lấy ra xài. Rồi thì mình tưới sao? Cái này là 1 cc cho 1 lít nước mình pha mình tưới nha các bạn, nhớ nha, 1 cc pha cho 1 lít nước, 1 gram á, 1 gram cho pha cho 1 lít nước mình tưới nha. Pha 1.5 lít cũng được nha, 1.5 lít cũng được, mình lõng cho mình tưới cho nó thấm thấu hết, càng lõng càng tốt, không cần nằm đặt đó. Thì đối với cái chậu bự, chậu thứ nhất bự như thế này nha, cây bự như thế này, thấy không, hoành nó năm mấy á, thì cái này mình phun khoảng 2 cc 3 cc là nó đều hết cái cây rồi nha các bạn, nhớ nha. Mình ngắm chừng mình đếm cây, cái số lượng cây trong vườn mình á, rồi mình cộng lên mình cho vô cái bình 8 lít là 16 lít đó, mình phun lần một nha các bạn, thấy không? Ví dụ như nhà mình coi, mình nói mà có 3 cây nãy mình nói, cây thứ nhất, cây thứ hai, thứ ba này nè, có 3 cây, thấy không? Cây này cho nó 3 cc, cây này 2 cc và cái cây kia 1 cc, thì mình chỉ cần đông 6 cc vô cái bình 6 lít. Mình muốn lõn thêm thì mình cho nó 9 lít hoặc là 12 lít nước mình phun nha các bạn. Đó. Nào mấy bạn thấy cái cây của mình mới xả tàn, mình coi con tàn nó cho nó đều, bây giờ ra lá mê không nè đó, thấy không, mình đâu có bón gì nhiều đâu, nhớ nha các bạn, cây mai của mình thiếu phân nó không có chết đâu. Bản thân trong chất trồng á, chất trồng của mình là chấu 50% cho 50% chấu, xin lỗi, 50% sơ dừa, 40% là chấu sống và 10% là cho chấu á, là đó, bản thân trong đó là đã có chất dinh dưỡng rồi, có NPK và những một số chất vi lượng vừa đủ, cây mình nó không có bị si rồi. Mình bón bổ sung những cái phần nãy giờ mình nói thêm để mà cây nó phát triển thôi nha các bạn. Các bạn nên nhớ, các bạn đừng có nghe người ta chỉ bón cái gì đâu mà một tuần 10 ngày bón lần xịt lần, đâu có cây mà bón dữ nha các bạn, nhớ nha các bạn. Rồi thì tiếp tục cái tháng thứ 5, tháng thứ 6 thì mình bón quay lại cho lợi giống như là cái tháng 1, 2, 3 nha các bạn. Nhưng mà lúc này cái lá nó có nhiều thì mình tăng cái lượng lên khoảng, thay vì đó mình bón cái cây này là, nói đơn giản, bây giờ mình bón, hồi đó mình bón cái cây này, phân bón lá này nè, bón cho 3 cc, thì bây giờ mình cho nó lên là 4 cc, thấy không? Đó, 4 cc cho 4 lít nước nha, tăng lên một bậc chút xíu, tăng lên khoảng 30% vậy đó. Đó, thì tháng thứ tư bón giống như tháng đầu. Tháng thứ năm bón giống như tháng thứ hai. Tháng thứ sáu bón giống như tháng thứ ba, như vậy các bạn. Rồi, trong quá trình bón phân vậy mình phải xịt thuốc ngừa nó nha các bạn. Như cái cây đầu năm thì cái cây nó già lá non, thì mấy bạn phải vừa nhú ra lá non, mấy bạn phải xịt bỏ chỉ liền, bỏ chỉ mấy bạn xịt nè, Confido nè, xịt cái nào thứ thôi, pha liều lượng 1 cc cho 1 lít nước xịt nha các bạn, xịt sáng sớm hoặc chiều mát đó. Bỏ chỉ thì mình xài Confido hoặc là Sami, thấy nha, Sami hai loại nào một thứ thôi, nhưng mấy bạn thấy ví dụ như 20 ngày này bạn xịt cái loại này
đó nhớ, 20 ngày sau mấy bạn xịt cái loại này ở nhà, đổi thuốc đương phiên, đổi thuốc con bò chỉ nó hay lắm, nó kháng thuốc hay lắm mấy bạn. Mấy bạn đương phiên, đương phiên đổi thuốc nha các bạn. Tháng thứ ba mấy bạn xài Regen đó, Regen phổ rộng, nó trị được nhiều loại sâu nữa, sâu xanh, sâu cuốn lá nữa đấy nha. Đó rồi, mình khuyên bạn có thể là pha chung vừa trị nhện đỏ và nhẹ trị sơ bò chỉ nha các bạn. Pha chung hai thứ thôi, đừng có ba thứ, thứ nó nồng độ nó đậm đặc quá bạn phun dễ cháy lá lắm đó. Trừ bò chỉ đó mấy bạn, pha mua cái loại này nè, phe 500 SC nè, xin lỗi, trị nhện đỏ à, mình đưa nói dấp đó mấy bạn thông cảm nha các bạn đó. À, pha chung cái loại này phe 500 SC trị nhện đỏ, hoặc là cái thằng này New Tatri cũng trị nhện đỏ luôn nha. Pha cái nào làm thứ thôi, pha lưng thuyền 20 ngày này xịt cái loại này, 20 ngày xịt loại kia, hoặc là loại này Cretin 50 EC trị nhện đỏ luôn đó nha. Đó, ví dụ 20 ngày này mấy bạn pha đó, 20 ngày đầu mấy bạn pha hai thằng này chung đó nha, rồi 20 ngày sau mấy bạn pha bỏ chỉ với lại chỉ thằng này, bỏ chỉ với lại chỉ sâu xanh thấy chưa. Thì sâu xanh thì có design sâu xanh, sâu cuốn lá thấy chưa. Đó, 20 ngày nữa thì mấy bạn pha cái thằng trị bệnh này nè, Anvin, pha với lại thằng nhện đỏ đó nha. Đó, đó nha, pha hai thứ là được rồi. Rồi mấy bạn mua thêm cho mình cái loại này nè, Ridobengol nữa. À, cái loại này trị vi khuẩn nấm, nấm vi khuẩn á, mua loại này hoặc là mua loại Antracon cũng được, nhớ nha các bạn, 1.2. Cái loại này thì mình pha pha 3g cho 1 lít nước nha các bạn, 2-3g cho 1 lít nước thôi, không có pha nhiều. Kết hợp chất bám dính nha các bạn, kết hợp chất bám dính nhất là mùa mưa nha các bạn đó. Kết hợp chất bám dính nhất là mùa mưa. Rồi chị nấm thì thêm cái thằng này nữa, cốc 85 đó nha, pha cho 1g cho 1 lít nước rưỡi. Rồi bắt đầu tiếp theo tháng thứ 7, 8, 9, tháng 7, 8, 9 thì mấy bạn phải tăng cái hàm lượng lân lên một chút nha, tăng hàm lượng lân lên một chút bằng cách mua cái loại này nè, 15-30-15 nè ha, 15-30-15 hiệu Ramos này nè nha. Tháng thứ 9 thì bón cái thằng này, xin lỗi, tháng thứ 7, 7, 8, 9 bón này hết luôn các bạn, tăng hàm lượng lân lên chút để tạo nút nha các bạn. Đó, cũng pha liều lượng 1 cc cho 1 lít nước, như cái cây này phun 3-4 cc thôi các bạn. Đó, khi mà lúc đó tại 7, 8, 9 thì cái tàn lá nó nhiều hơn cái này rồi, tháng 7, 8, 9 thôi, mình phun hai cái cây như thế này thì 3 cc thôi, 7, 8, 9 thôi nha, thấy không. Thì mình sẽ kết hợp thêm, lúc đó mình sẽ kết hợp thêm hữu cơ một chút đỉnh, bón thêm thằng này chút đỉnh nha, bón thêm thằng này chút đỉnh 7, 8, 9 bón liều lượng làm sao, bón liều nãy như mình nói vậy đó, không cần thêm nhiều nha các bạn. Cái này hữu cơ thì nó chỉ là phụ trợ cho phân hóa học thôi, phân vô cơ thôi, để cải tạo đất màu mỡ tươi xốp, với thành phần dinh dưỡng của nó thì nó thấp hơn với thằng vô cơ nhiều lắm.
Chứ thằng này thì đạm nó chỉ có 3% thôi. Mấy bạn thấy thằng này đạm nó tới 33% rồi, thấy chưa? Thấy không? Gấp gần 10 lần, thấy không? Rồi. Tháng thứ 10, tháng 11. Tháng 10, tháng 11, tháng 12 thì 3 tháng đó thì mấy bạn không có cần bón phân nữa. Nhớ nha các bạn, xịt sâu cũng lá thôi, tưới nước cho nhiều để mà giữ bộ lá cho nó không bị rụng sớm, để nó chậu sớm đó các bạn. Nhớ tháng 10, tháng 11, tháng 12 không có cần bón phân nha các bạn, là có bón rồi, bón chút đỉnh thôi, bón ít thôi, mà thường là mấy tháng đó là không cần bón đâu các bạn. Rồi, video của mình tới đây cũng kết thúc. Mình sẽ có video để mà nói về cách mà chuẩn bị tuốt lá mai, xịt thuốc cho chậu bông Tết nha các bạn. Rồi mình cũng xin nói thêm là mấy bạn mà xài ít á, mình có nói á, mua mấy hũ nhỏ nhỏ vậy nè, lá mốt mà cây ít á, xài ít cây ít là mấy bạn xài không hết rồi, thấy không? Mua chi mình tới cái này 1 ký xài biết chừng nào cho hết, phân nó có hạn sử dụng, với lại mình mua cũng mắc tiền, mua mấy hũ nhỏ nhỏ là rẻ tiền hả, thấy không? Mình nên nhớ phân nào cũng vậy thôi. Mấy bạn nhiều người lên hỏi phân này được không, phân kia không được không, phân nào cái hàm lượng nó NPK, thí dụ như phân nó chứa đạm thì đạm thằng nào cũng là đạm hết giáo ha các bạn, chứ không có nói là đạm thằng này tốt, đạm kia xấu đâu các bạn. Ví dụ mình nói là như cái phân này nè, có phân đầu trâu nè, phân này 501 đầu trâu nè, thấy không? Đầu trâu này nó hàm lượng đạm nó 30% nè, lân nó hàm lượng nó đạm nó 30% nè, lân nó 15% nè, kali nó 10%, phải không? Có vi trung vi lượng, thấy chưa các bạn? Đó thì đạm nó thằng nào như nấy, đó là đạm thì là thằng nào như nấy, là lân là thằng nào như nấy. Các bạn đừng phân biệt phân nào tốt phân nào xấu. Các bạn mới thấy phân mà bạn mà xịt lên mà thấy cái lá nó bóng lưỡng này kia là mà các bạn biết không? Nó thêm những cái chất phụ gia với lại những cái chất vi lượng hơi lố chút, nhất là bóng là nhờ magie các bạn. Vỏ magie vô nhiều mà những chất vi lượng mà thêm nhiều vô phân thì nó nguy hiểm nha các bạn, về lâu về dài nha các bạn. Chứ đừng thấy mai người ta mà lá bóng lưỡng giống như đổ dầu nhớt lên mấy bạn khen này kia đồ. Đó, cái lá mai nữa nó phải thường như vậy thôi. Bạn thấy không nè, nó thường như vậy nè. Này nó chưa chuyển màu xanh đậm lên nè. Nó chuyển màu xanh đậm lên nè. Thấy không? Có lá nào mà bóng lưỡng như vậy, thấy không? Nè. Nè, lá nó màu xanh đậm lên nè. Giờ mình nói thêm hồi nãy là mình hướng dẫn là những đối bón phân xịt thuốc cho những cây bình thường nha các bạn. Còn những cây si nha các bạn. Cây si là cái chế độ phân bón nó khác nha các bạn. Cây si là không có bón phân nha các bạn, chỉ xịt tắt điều hòa sinh trưởng kích rễ thôi nha các bạn. Đó. Mình nói sơ thôi, này mình sẽ có clip nói cụ thể về những cái mai si. Những cây si thì mấy bạn sẽ hướng dẫn cách xử lý cây mai si của mình trong cái clip mình có đó. Xong rồi mấy bạn chỉ xài kích rễ thôi nha các bạn. À, kích rễ này thôi, xài những cái loại này nè. Đó. Xài thằng này cắt điều hòa sinh trưởng đó. Những cây si thì không được bón phân nha các bạn, nó yếu, những cây yếu với cây si thì không được bón phân đó. À, những cái loại này thôi, những kích rễ kích rễ điều hòa sinh trưởng thôi. Mình sẽ có video hướng dẫn cụ thể về cách bón phân xịt thuốc cho những cây mai si nha các bạn. Đó. Đó, những cây mai si đó là xài những cái này nè, không được những cây mai si không được đó, là những cây mai si thì không được thì sao, si nặng nhẹ nha bạn, si mà nặng quá không có xài phân dynamite này luôn, nhớ nha các bạn, không xài luôn đó. Si không xài DB, không xài 30-10-10 hết nha, không xài cái thằng này, nhớ nha bạn. Rồi mình nói thêm là bón phân thì thời điểm bón phân là lúc nào? Bón phân là lúc cây không ra lá non.
cây đang ra lá non bón cũng được nha. Với liều lượng bón trên phun trên lá thì mấy bạn phun liều lượng lỏng thôi, nó dễ cháy lá lắm. Còn bón gốc cây đang ra lá non thì hạn chế bón gốc nha các bạn. Bón gốc rất là lỏng, mình nói ví dụ nè, như cái phần này, phần 33 này nè, phần này mà cây đang ra lá non mà mấy bạn muốn tưới gốc, cái loại này là pha 1cc cho 1 lít nước tưới gốc cũng được nha các bạn. Nhưng mà mấy bạn muốn tưới gốc cây đang ra non, muốn sử dụng cái này tưới gốc thì mấy bạn phải sử dụng cái này là pha cái này là 1cc 1 gram á, cho 2 hoặc 3 lít nước lỏng ra. Rồi ví dụ như cái cây này mà mãi mãi mình nói á, là khi mà không ra lá non thì mình xài khoảng 3-4 gram thấy chưa, nhưng mà ra lá non mình xài khoảng 1,5-2 gram thôi, mình hạ cái đồng độ nó, hàm lượng nó xuống liền. Nhớ nha bạn, cây đang ra lá non mấy bạn mà bón vô gốc, tưới vô gốc á, phần gốc giải gốc tưới gốc rất nguy hiểm nha các bạn. Nhất là cái phần này nè, cây đang ra lá non mà mấy bạn bón phần này nè, bón này mà hơi lố rất là nguy hiểm nha các bạn nha. Cây da lá non là chỉ mình được làm được cái gì thôi, cây da lá non là mình chỉ được ghép thôi, thứ nhất là ghép nha các bạn, ghép là phải đợi cây đang da lá non là mới ghép nha. Quay lại những cái cây mình thả tàn cho mình coi, thấy không các bạn, thấy nào nó bung tược thấy ghê không đó. Mấy bạn nhớ thấy hay thì hãy cho mình một like, một chia sẻ, nhớ bấm chuông để theo dõi những video lớn mới của mình nha bạn, cho mình một đăng ký nha các bạn. Còn mấy bạn có thắc mắc gì mấy bạn cứ bình luận bên dưới, mình sẽ cố gắng trả lời cho mấy bạn, mình sẽ cho số điện thoại Zalo mấy bạn, tải hình đưa hình lên để mấy bạn thắc mắc những cái cây mà bị gì nha bạn. Số điện thoại Zalo của mình là 0961, mình có để phần mô tả nha các bạn, 0961 639 939 nha các bạn. Mình nhắc lại số điện thoại Zalo của mình là 0961 639 939. Các bạn có gửi hình thì mấy bạn gửi lên đi, mình chẩn đoán mình trả lời cho mấy bạn. Thấy không? Mình nói là mấy cái cây của mình nó là đã ghép, tuổi thọ nó là mười mấy năm không rồi nha các bạn. Mấy bạn mà hỏi những nhà vườn mà chuyên nghiệp mà nói mà những cái cây mà ghép đã ghép cho mười mấy năm, mấy ông lắc đầu liền á. Tại vì những cái ghép á, những cây này nè, cây này nó sung nè, cây này là nó ghép mới khoảng chừng năm 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 mấy năm mà, thấy không, mấy bạn thấy nó sung nữa ghê không đó.